Nhâm Hoàng Khang là ai? Vì sao bị Bộ Công an bắt giữ? Liên quan việc Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can Nhâm Hoàng Khang, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nguồn tin cho biết, việc bắt giữ bị can Nhâm Hoàng Khang thực hiện tại Cần Thơ. Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Nhâm Hoàng Khang tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin của phóng viên Thanh Niên, C02 nhận được đơn tố cáo Nhâm Hoàng Khang đã có hành vi đột nhập vào trang web liên quan sai phạm hoạt động cờ bạc. Theo đó, bằng trình độ cao, Nhâm Hoàng Khang đã đột nhập, nắm các dữ liệu, bằng chứng của trang web, rồi quay sang đe dọa, tố cáo các sai phạm đến cơ quan điều tra. Khang buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của mình. Sau nhiều lần bàn bạc, Khang đồng ý nhận 400 triệu và tiền đã được chuyển. Tháng 7 năm 2021, C02 phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an xác minh làm rõ. Quá trình điều tra, công an phát hiện Khang tống tiền và nhận 400 triệu đồng. Nhắc đến Nhâm Hoàng Khang, bị can là người nổi tiếng trong giới công nghệ, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc Nhâm Hoàng Khang bị khởi tố khiến nhiều người quan tâm. Gần đây nhất, Nhâm Hoàng Khang được dân mạng liên tục nhắc đến với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện của một nữ đại gia. Sau đó, Facebook của Nhâm Hoàng Khang đã đóng lại. Nguồn tin cho biết Nhâm Hoàng Khang không chỉ liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản mà còn bị điều tra làm rõ một số vấn đề khác. Hiện C02 đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến bị can Nhâm Hoàng Khang.